Sau đây, ban tổ chức xin phát giải thưởng của trận chung kết. Đầu tiên chúng tôi xin mời cầu thủ Nguyễn Ngọc Mỹ số 11 của đội U19 Thanh Hóa ra nhận giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Xin mời cầu thủ Nguyễn Ngọc Mỹ. Đây là giải thưởng của công ty cổ phần thực phẩm sức khỏe Việt VNS và công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Đờ Thao. Chúng tôi trân trọng kính mời công ty cổ phần thực phẩm sức khỏe Việt VNS chính thức dành cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trận chung kết và bản tiền thưởng của Thanh Niên Media trị giá. Xin chào mừng ông Lê Quang Chánh. Tôi xin mời cầu thủ Lê Anh Tuấn số 1, thủ môn của đội U19 Thanh Hóa ra nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Quan tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Truyền thông Công ty sẽ ra trao giải thưởng cho cầu thủ Lê Anh Tuấn số 1, thủ môn của đội U19 Thanh Hóa đã thi đấu vòng chung kết giải đấu U19 quốc gia ở vị trí nhì bảng C sau khi hòa Thanh Hóa 1-1 thắng bán kết U19 sông Lam thắng Hà Nội bằng loạt đá luân lưu 11m minh số 54 sau khi hòa 1-1 và chung kết U19 sông Lam Ngang thua U19 Đông Á Thanh Hóa 0-1. Các cầu thủ sông Lam Ngang gồm có số 1 thủ môn Lê Thanh Ngân, số 6 Vũ Đăng Chinh, số 7 Trương Văn Tuyến, số 8 Phan Duy Hào, số 9 Nguyễn Quang Vinh, số 10 Nguyễn Quang Lực, số 15 Lê Nguyên Hoàng, số 16 Nguyễn Đình Hùng, số 17 Trần Đình Thành, số 18 Cái Văn Quỳ, số 19 Hồ Viết Mạnh, số 20 Phạm Duy Quốc Trung, số 30 Lê Văn Quý, số 38 Trần Quốc Hòa và số 39 Đồng Xuân Sơn. Trưởng đoàn là ông Nguyễn Đình Nghĩa. Sau đây chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch nước giải. Ông Đặng Hữu Nhật Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Liên sẽ trao cờ của ban tổ chức. Và tiếp theo chúng tôi xin mời ông Nguyễn Lê Hoàng Tùng, đại diện FPT Play, nhà tài trợ giải thưởng sẽ cùng các cùng tham gia. Xin chúc mừng các đoạt giải nhì của vòng chung kết bóng đá U19 quốc gia năm 2023. Xin cảm ơn Trần Duy Đức, ông Lê Hoàng Tùng, ông Nguyễn Minh Châu và ông Đặng Hữu Nhật Quang.